Mô cơ. Mô cơ trơn cắt dọc gồm tập hợp những sợi cơ trơn xếp theo chiều dọc. Mô cơ trơn cắt ngang gồm từng bó những sợi cơ trơn cắt ngang. Mô cơ trơn cắt dọc quan sát ở độ phóng đại lớn, thấy rõ nó được tạo thành bởi nhiều sợi cơ trơn đứng rất sát nhau. Mỗi sợi cơ có hình thoi dài, nhọn hai đầu. Phần phình của tế bào này áp vào phần nhọn của tế bào kia. Nhân tế bào cơ có hình trứng nằm chính giữa tế bào. Mô cơ trơn cắt ngang cho thấy các mặt cắt ngang khác nhau của các tế bào cơ trơn. Nếu cắt qua đầu sợi cơ sẽ thấy một thiết diện nhỏ. Nếu cắt qua thân thì thấy thiết diện lớn chứa nhân nằm giữa sợi cơ. Các bó sợi cơ ngăn cách nhau bằng mô liên kết. Xen giữa lớp cơ trơn cắt ngang và cắt dọc của ống tiêu hóa có đám rối thần kinh Auerbach. Đây là hạch thần kinh thực vật điều khiển sự vận động các sợi cơ trơn của ống tiêu hóa. Ở tiêu bản lưỡi, có thể thấy từng khối mô cơ vân cắt dọc xen kẽ với các khối mô cơ vân cắt ngang. Chúng ngăn cách nhau bởi mô liên kết giàu mạch máu. Với độ phóng đại lớn, vân ngang của sợi cơ được thể hiện rất rõ. Đó là những vạch màu hồng bóng rất đều đặn vắt ngang qua sợi cơ. Nhân sợi cơ nhỏ, dẹt nằm sát màng bào tương. Sợi cơ vân cắt dọc có hình trụ rất dài và mang tính hợp bào. Một sợi cơ có nhiều nhân nhỏ, sẫm màu nằm sát màng bào tương. Đặc biệt, dọc theo chiều dài sợi cơ có các vân ngang mảnh rất đều đặn. Sợi cơ vân cắt ngang có hình đa diện lớn, nhân sẫm màu nằm sát màng bào tương. Trong bào tương có từng bó tơ cơ cắt ngang. Ở một đoạn của thực quản có thể thấy cả sợi cơ vân và sợi cơ trơn trên cùng một lát cắt. Nếu như sợi cơ vân cắt ngang có hình đa diện rất lớn, nhân nhỏ nằm sát màng bào tương, thì sợi cơ trơn cắt ngang có hình tròn hay hình đa diện nhỏ, nhân nằm giữa sợi cơ. Thành phần chính tạo ra quả tim là mô cơ tim. Các tế bào cơ tim nối với nhau thành một hệ thống lưới. Sự vận động của mô cơ tim được điều khiển bằng mô nút. Các tế bào mô nút có hình tròn hay hình đa diện lớn khi cắt ngang. Bào tương tế bào sáng màu, ngoại vi tế bào cũng có tơ cơ màu đỏ nhưng rất ít. Ở mô cơ tim cắt dọc, có thể quan sát khá rõ các nhánh nối các sợi cơ với nhau. Nhân tế bào nằm chính giữa sợi cơ và có kích thước khá lớn. Mô cơ tim cắt ngang gồm có những sợi cơ tim hình đa diện, trong bào tương có nhiều bó tơ cơ, nhân nằm chính giữa sợi cơ. Ở độ phóng đại lớn và rất lớn, cho phép thấy rõ các nhánh nối của sợi cơ tim. Bằng phương pháp nhuộm đặc biệt, có thể quan sát được một cấu trúc đặc biệt, đó là vạch bậc thang. Bản chất của vạch bậc thang chính là ranh giới giữa hai tế bào cơ tim kế tiếp nhau. Những bó tơ cơ thì dễ dàng quan sát, trong khi những vân ngang thì không rõ như ở cơ vân.